Hôm nay mình sẽ cùng mọi người mở hộp em mô hình. Em mô hình này là công tác nữ chiến binh ha. Thì ở đây chúng ta có thể nhìn thấy rõ là cầm một cây vũ khí trên tay và mặc một bộ giáp rất là sexy quyến rũ. Em mô hình này có tên là Valkyrie, thì nếu như bạn nào mà đam mê thần thoại Bắc Âu thì chắc sẽ không xa lạ gì với cái tên này đâu ha. Ở đây có chữ bikini warlord, có nghĩa là chiến binh mặc áo tắm đấy. Giờ chúng ta sẽ cua thử ra để xem em nó như thế nào nhé. Ở đây mình cũng xin tiện nói luôn là cái em mô hình này có rất là nhiều phiên bản á, thì trong đó có một phiên bản cũng khá là rẻ tiền, chỉ có khoảng 200 mấy ngàn thôi. Nếu như bạn nào mua nhầm em đó thì kẻ tiếc, tại vì nó nhỏ xíu. Cái em mô hình phiên bản rẻ tiền thì nó nhỏ xíu thôi, còn em mình nó to hơn nha. Ở đây có một cái phong nền xanh nhưng mà thật ra là cũng không có cần dùng đánh đâu. Váy và cái này giống như là một cái đai váy ha, thì tất cả đều là để chúng ta sẽ cùng gắp vào bên dưới nha. Rất là đẹp, thân hình cũng rất là chuẩn luôn nha, dòng eo nhỏ xíu, còn lông to, cái phần chỗ này là không gỡ ra được luôn, nó dính cứng luôn. Đây, cái quần lót là không có gỡ ra được ha, nó dính cứng, phần khớp chân cũng vậy, không có gỡ được. Có cái này là gỡ được nha mọi người, phần này là gỡ ra được ha, đấy. Bạn nào muốn chân mà kiểu như chiến binh không mặc giáp thì em này rất là ok luôn ha. Như mình đoán thì nếu mà cái áo mặc như thế này thì là phần đầu sẽ gỡ được. Mình thử gỡ một xíu nha. Nó lắc được nè. Như ở trên hình trên hộp á, thường là váy chúng ta sẽ mặc vô luôn như thế này. Chúng ta cần tới một cái đai váy như thế này. Móc nó vô đây trước. Cái eo của em nó rất là nhỏ nha. Ừ, rất là nhỏ. Cái cá này
chào mọi người, thì khi nãy là mình có tạm ngưng video để mà chấm thêm chút xíu keo vô cái phần chân của em đó nha. Tại vì em này đứng tựa nguyên cả một cơ thể lên trên một chân, cho nên là không thể nào đứng vững được. Mình dùng mọi cách rồi nhưng mà em nói vẫn nghiêng vào một bên, thì bây giờ là bắt buộc mình phải làm thêm một cái cục keo phía sau để làm cái đế cho chân sau như thế này thì em nó mới đứng vững ha. Thì nếu bạn nào có cách nào để em nó đứng vững mà không cần chấm cục keo này thì cứ comment bên dưới cho mình nha, mình sẽ chỉnh sửa lại. Rồi cái phần này là do là mình làm hơi ẩu quá cho nên là không có được chăm chút kỹ ha, cho nên là cái phần keo bị đốt nó hơi bị mình đen đen xíu. Nếu bạn nào làm kỹ hơn xíu thì mình có thể làm cho nó trong suốt luôn ha. Đó là chúng ta dùng keo nhựa làm thôi. Này, thì khi mà chấm thêm cục keo nó vô rồi thì em nó mới đứng vững được nha. Còn khi nãy thì nó cứ ngã vào một bên hoài, không có đứng vững được. Cái phần mà váy áo này thì chúng ta chỉ cần máng lên trên như thế này là nó đã dính rồi ha. Không cần làm gì thêm, chỉ cần chỉnh cái phần tay cầm thương này thôi, nó hay dễ gớt nha. Vì là chúng ta đã xong mô hình Valkyrie rồi nha. Nếu mà bạn nào cũng có sở thích sưu tầm mô hình nữ chiến binh đó thì mình nên là có cái em mô hình này trong bộ sưu tập ha, rất là đáng đồng tiền. Nè, giờ mình để em nó lên trên cái đế xoay mô hình cho các bạn cùng xem nha. Cũng xin nói luôn là mình có sở thích là sưu tầm các mô hình nữ, nhất là nữ chiến binh ha. Nếu bạn nào có cùng sở thích với mình thì nhấn like và theo dõi trang của mình, chúng ta sẽ cùng giao lưu nhiều hơn. Nếu bạn nào có muốn mình khui hộp mô hình nào thì cứ comment bên dưới nha, mình sẽ cố gắng khui hộp sớm nhất cho các bạn, nhưng mà chỉ ưu tiên là mô hình nữ chiến binh thôi nha các bạn. Nếu mọi người cảm thấy video của mình hay thì cứ like rồi theo dõi, cũng như là nếu video của mình chưa được tốt thì các bạn cứ góp ý bên dưới nha, mình sẽ dần dần hoàn thiện lại. Giờ thì chúng ta quay gần lại để xem kỹ em Valkyrie này nha. Đây nha mọi người, như đã nói là em nó bị nghiêng một bên là do nguyên một cơ thể trụ trên một chân như thế này rất là yếu. Ở đây là nó sắp ngã rồi, có thể là mình sẽ chấm một miếng keo vô nữa mình mới đứng vững được. Còn phần này là phần nhỏ tí của em nó ha, chúng ta chỉ việc gắn kim vào đây, sau đó thì đưa lên tay em nó cùng mình lại xong. Ở đây nếu như bạn nào muốn xỏ qua tay với em nó thì bắt buộc phải gỡ cái chu cán ra, xỏ qua phần tay.
trying to pick myself up. I may be living alone, but I still believe in love. And chúng ta có thể dùng cái phần vũ khí này để chọn kiếm nó đúng những không nhé, nhưng mà cũng không đúng được bao nhiêu. Giờ mình xin phép là chấm một miếng keo đốt vô chân em nó để cho đúng những không, và mình sẽ quay lại cái phần keo đốt này để cho mọi người có tình hình chấm.